Chào mọi người. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em quay cái sự kiện Nghiệp Hỏa Yêu Hậu. Phần thưởng thì rất là cao mà lại anh em lại không mất gì. Có hai cách để anh em vào quay. Đầu tiên anh em sẽ ấn vào mục sự kiện. Ấn tiếp theo vào sự kiện hot. Ở đây thì có nhiều sự kiện miễn phí, đó là sự kiện săn Ngộ Không. Anh em muốn xem ngay. Lượt miễn phí quay. Anh em được có điểm mà sẽ ấn vào đổi quà. Ở đây thì cần 3.600 điểm, nhưng mà cái này thì sẽ mất tiền à. Nếu mà để miễn phí thì sẽ không đủ điểm để đổi đâu. À đây, 150 điểm này anh em được vé kho báu này, là tiến hóa này, giấy vẽ bùa này. Giấy vẽ bùa bậc S này được đấy. Tiếp theo anh em ấn ra ngoài Nghiệp Hỏa Yêu Hậu, cái mục cuối cùng này. Ấn xem ngay. Ở đây thì là một lượt miễn phí mỗi 12 giờ. Và sau đây thì mình sẽ ấn rút miễn phí này. Đây là được một cái phần thưởng, đây gọi là mảnh ngọc. Nhưng mà cái mảnh ngọc này thì sẽ không tác dụng, nên anh em sẽ ấn tiếp vào đã trúng. Nếu mà có 3 mục thì anh em ấn chọn nhanh và đổi 3 vật phẩm để chơi một lượt. Và đây là mình đã nhận được 20 giấy vẽ bùa. Tiếp theo là 4 mức. Thì thường nếu mà anh em quay đều đặn các thứ và chọn 3 mục đều ấn đổi để giúp một lượt, thì đến 90% là anh em sẽ nhận đủ được 4 mức mà miễn phí không mất cái gì cả. Sau đây thì mình sẽ vẽ bùa cho anh em xem. Hôm trước là mình được thưởng. Tiếp tục này, vẽ bùa với các em này. Anh em nhìn thấy mình có 25 giấy vẽ bùa chưa? Sau đây thì mình sẽ vẽ văn 5 lần luôn này. Hiện tại đang là 4 giờ sáng nên là giọng của mình nó đang bị mất giọng. Rồi, anh em vẽ càng lâu càng tốt. Vẽ càng lâu càng tốt này. Xong. Wow. Thế là anh em nhìn thấy mình được 12, 17 quả báu vật. Ok, tiếp tục ấn vào đổi. Đây, 3.000 mảnh ngọc này. Đây thì thêm đi ăn. Nếu mà thêm được một cái nữa thôi, mình đổi đi 2 quả báu vật này. Ngon. Và sau đây là mình sẽ quay luôn. 24 lần. Đầu tiên anh em mồi trước này. Mồi quay một lần này. Tiếp tục này. Mồi tiếp này. Xong anh em sẽ ấn quay 5 lần. Đấy, được ngay viên ngọc ngay. Tiếp tục, anh em lại mồi tiếp này. Tiếp tục quay 5 lần này.
Lần này ra Ruby rồi. Tiếp tục quay 5 lần tiếp này. Quay 5 lần tiếp này. Không thua rồi. Rồi vào vật phẩm. Anh em mua luôn 5 quả báu vật tiếp. Quá rẻ. Mua 5 quả báu vật có 660 thôi. Quá ngon. Tiếp tục. Quay 5 lần luôn. Lần này lại ra ngọc rồi. Ấy, ngon lành, hai viên ngọc. Tiếp tục. Đấy, thế là bây giờ mình sẽ vào kho đồ nhé nhé. Nói chung là khá là ngon. Ở đây đấy, avatar này, nghiệp họa yêu hậu này. Đấy, ok. Rồi, chúc anh em thành công và nhận được nhiều phần thưởng. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy giúp ấn cho mình một like và chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.